Xin chào các bác trên mọi miền Tổ quốc nhá. Hey, thì hôm nay thì em đang chờ lấy đi Thanh Hóa thì tranh thủ xuống đây báo giá cho các bác luôn. Đấy, nhà vườn của em à, em tên tự giới thiệu em tên là Nguyên. Đó, khu vực ở đây là nhà vườn ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn nhá. Thế thì cũng đang thời gian là mình đang chờ xe đến ấy. Bây giờ là tầm 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi thì đến tầm 5 giờ thì xe đến, thì mình đang chờ đây thì đến đây báo giá cho các bác luôn. Đấy, báo giá cho các bác luôn. Ở nhà vườn thì còn rất là nhiều loại luôn. Rất là nhiều loại. Đó. Nhiều loại cao thấp đầy đủ. Thế khách hàng thì khó tính hay là dễ tính, hay là có người thì thích loại cao, có người thích loại thấp thì tùy thôi. Đó. Thế bây giờ các bác xem nhá. Thế hôm nay thì là ở bên Thanh Hóa để lấy vạn hơn. Đó, vạn hơn cái quế thì bác ấy lại không cần phải cao lắm. Đây thì lấy được tầm khoảng 25 cho đến 35 thôi. 25 35, nhưng mà nhà vườn bây giờ ấy thì là khá cao rồi. Khá cao rồi. Nó vậy thì là thôi thì cứ bảo bác đấy là từ khoảng 25 phân cho đến là 40 thì mình chọn cây nào cao quá mình không lấy vào đâu. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay lại đằng sau cho các bác. Đây, bây giờ là các cô các bác đang bốc ở đây nhá. Đây, em sẽ quay xong báo giá lại cho các bác sau nhá. Rồi. Đấy, hôm nay thì ngày 17 tháng 6 năm 2022. 17 tháng 6 2022 thì là thời tiết tầm bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi. 3 giờ rưỡi thì nó thời tiết còn hơi nắng lắm. Đúng vào mùa hè này thì khu vực đây ấy thì các bác ít trồng đấy, khu vực đây, nhưng mà cái khu vực miền Bắc à, cái vùng Tây Bắc ấy, khu vực Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, những cái khu vực trong kia ấy thì họ lại trồng được, họ lại lấy cây quế mùa này là lấy rất nhiều. Đó. Còn khu vực em thì bây giờ lại lấy ít thôi, không trồng nhiều đâu, chủ yếu là khu vực quanh đây thì mang về giảm rồi. À, đây. À, thứ nhất thì cái đây nhà vườn còn kha khá rất là nhiều này. Đó. Loại này thì cao tầm đúng là theo đúng là tầm 25 cho đến là 60 rồi. Đấy. Thế tuy nhiên thì là có bác ở Thanh Hóa thì chỉ lấy cái loại là cao từ có 25 cho đến 35 thôi. 25 cho 35 thôi nha. Đấy, 25 35. Nhưng mà là em thì em bảo bác đấy là bây giờ nhà vườn ấy thì cây nó không phải thấp lắm đâu mà cao từ 25 cho đến 40 cơ. Thì là em sẽ lại lựa chọn những cây từ 25 đến 40 đi. Đó. Cây thì nó mập mạp. Đây các bác xem này. Mập mạp đầy đã bầu. Cho vào đây hết rồi. Đó. Đấy, bây giờ sẽ lấy ra một loại cây nó vừa thôi. Vừa thôi nha. Ôi, phải chọn nè, chỗ này thì là đã chọn đi rồi, chọn cây bầu đây rồi, chọn ra đây thì cây thì cao đây này, một gang này, hai gang, cây này thì 40, khoảng 40, 45 phân đó, nhưng mà thông thường thì đây, cây một gang, đấy, một gang hơn, thì cái này đầm khoảng 25 phân, đúng là đạt tiêu chuẩn, và trong đó cái gốc thì rất là to luôn, gốc rất to, thì... bên kia đây, bên này thì là chưa lấy này, bên này thì chưa lấy vào trong túi bầu thì còn rất nhiều rồi, chưa lấy nha. À, cũng lấy rồi, không phải lấy cái này thì đã cho vào túi bầu rồi. Ở bên kia kìa. Do vậy là chưa cái đây đã nhặt đi hết đó, còn phía đằng bên kia rồi. Ôi thì cứ ngồi đây thì tâm sự với các bác. À, đây thì đối với cây này ấy, thì là lá nó còn mềm thì đâm ra không cho vào trong túi này, mời nhau chọn những cái cây nào lá cứng đó thì cho vào trong túi cho các bác. Thế loại như này nếu mà các bác đến đây tận vườn đây thì nó là vào tầm khoảng 25 cho đến 35 hoặc 40 phân thì loại này nó sẽ rẻ hơn. Đó, rẻ hơn, hai vườn thì mình sẽ bán mình 1.100. Đó. Thì cái loại mà nó sẽ cao hơn một chút đấy thì đến tận vườn thì các bác lấy nhá. Thì nó cao tầm khoảng ở đây này. Thôi thì cái đống cao đây, nhưng mà lá nó loại này thì lá mềm thì không lấy vào, bởi vì mình đã lấy cho vào trong cái túi rồi.
túi ở bên kia nha. Đấy, thì lá loại cao hơn, mà lấy từ tầm khoảng 25 cho đến 25 cho đến 60. À, đây sẽ có cây là 60 nhá. Thì mình sẽ bán là 1.200 đồng. Đúng không? Cây này thì 40 phân này. 1.200 đồng thì bán tại vườn thôi. Đúng không? Đây là báo giá cho các bác để các bác biết và các bác sẽ lựa chọn. Thì nhà vườn còn rất là nhiều, rất nhiều luôn. Đúng không? Thì cái loại này thì nó là loại bầu, gọi là bầu 6 x 12. Bầu 6 x 12 nhá. Đó. Bây giờ nhìn xem đây là cái túi mà đã cho vào cho cái bác mà là bác bảo lấy lại nó không cao lắm. Không cao lắm. Từ tầm khoảng 25 cho đến 40, 40 phân thôi nhá. Đó, 25 hoặc là 35 thôi. Tuy nhiên ở đây thì nhà vừa nó cây khá cao thì cũng phải cho vào tầm khoảng 40. Đó, nó thân mập đẹp như này ơi. Đó các bác nhỉ. Đó. Thân mập rất là đẹp luôn. Thế thì cái loại như này ấy thì bán sẽ với giá nó tận vườn là 1.100 này. Đó. Đây. Đó đây nhìn cái cây đúng bên này nhé. Đấy các bác nhìn nha. Đúng là rất là đẹp luôn. Thân mập này. Đây nhìn này. Một loại mồ gang này. Đây hai gang và lấy chọn đều là những cái lá nào lá cứng thì mình mới chọn vào nhá. Đấy, lá nào lá cứng thì mình mới chọn vào. Còn cái nào lá mềm lắm mình không chọn đâu, bởi vì khi mà đi trồng các bác ạ. Khi mà gặp nắng ấy thì nó sẽ bị héo luôn. Đây thì trong một túm này thì không thể là không có những cái cây một chút thôi, lá mềm thôi. Đó. Thì có khoảng là có một túi 50 cây thì chắc cũng phải tầm khoảng 1 đến 2 cây đó. Thì lá nó hơi mềm một chút thôi. Còn bình thường là mình phải chọn lá cây là cứng hết. Cứng nghe nhờ. Đó. Còn nhiều lắm các bác ạ. Nếu về nắng. Thời tiết về nắng nhưng mà em vẫn quay cho các bác xem. Và cập nhật giá cả. Đến ngày 17 tháng 6 năm 2022. Thì giá như lúc nãy em vừa thông báo vừa cập nhật cho các bác đó. Thì là cây tầm khoảng nó từ 25 cho đến 35 phân đó thì là giá là 1.100, còn cây từ cao một chút từ 25 cho đến 60 ấy, loại cao ấy thì mình sẽ làm bán với giá là nó 1.200 đồng tại vườn. Đấy, thì em vừa báo giá vừa cập nhật xong cái cây cho các bác. Thì mọi chi tiết xin các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0977451810. Và cái số điện thoại này thì em chỉ dùng duy nhất thôi. Em chỉ dùng một số điện thoại thôi. Đấy, thì em sẽ ghim cái số điện thoại của em lên ở trên cái màn hình để cho các bác tiện theo dõi. Thì em xin thông báo lại này cái số điện thoại để mà các bác liên lạc. Đó. Thì là 0977451810. Đấy nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video clip lần sau.